my baby. Got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. Rồi, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tôi chơi ảng bạn nha mọi người. Đấy, nói chung là chơi ảng bạn, ảng này là rank tinh anh. Đó. Rồi, hôm nay thì tôi sẽ chơi với lối build đồ trước, nhưng mà nó sẽ là một cái gọi là full đam. Đấy, build đồ trước mà tôi có nói với ông á, là build đồ thảo idol tôi đấy, là nó có cái kiếm của Yamasa đúng không? Và cái đao, cái phước kiếm và một món tanh. Còn bây giờ thì tôi sẽ không nâng món tanh mà tôi nâng thẳng cái nanh luôn đấy, để xem sức mạnh nó như thế nào nha. Rồi, ok, mình không biết rồi, con gian này mà nâng nanh thì ối rồi, sức mạnh nó khỏi bàn rồi đấy. Rồi, trận đấu này thì tôi đi đầu với Batman nhá. Nói chung đánh đối đầu Batman thì cũng ok thôi, mọi người cố gắng làm sao mà né được cái chiêu một của Batman, là coi như bay vô đánh nó luôn, không sợ ấy. Nó mất cái chiêu mà thả ra con rơi rồi thì cứ bay thẳng mặt nó mà đánh đó. Rồi bây giờ thì cứ đợi chiêu nhé. Đây nó mất chiêu nha, mất chiêu rồi là tôi ra đánh nó này. Rồi mất chiêu này, nó mất chiêu thì nó phế lắm, nó không có hồi máu được, nên là mình thoải mái mà cấu nó. Bây giờ tôi dồn một xíu thôi là nó đã mất gần hết cái máu rồi. Rồi bây giờ mày đây không? Rồi đuổi đi, không cho nó farm lính, nhưng người không cho nó hưởng lính luôn đó. Nói chung là mọi người có lợi thế, mọi người phải ép nó thật nhiều vào thì nó mới yếu được, chứ mọi người không ép nó là nó không yếu đâu. Rồi ui mà tiếc mong quá mọi người ơi, trời ơi đánh gần chết rồi, cay thế không biết. Rồi từ nha, phần này tôi nấp đây xíu, rồi kệ đi, giờ hú thôi. Bây giờ tôi ra nó farm nhẹ thôi, tôi lùi mọi người chứ mất công là ở lại là con rừng qua nó ganh nhau sấp lờ đấy. Rồi bây giờ thì để xem coi trận đấu này. Nói chung là tôi cảm giác là ổn mọi người ơi. Trận đấu này thì không có nhiều CC lắm nên là chơi tốt. Trời ơi, cả Batman không có sợ, tôi không sợ mấy con Batman đâu. Chỉ có mấy thằng AD sợ Batman thôi, chứ tôi không bao giờ sợ Batman. Trừ khi nó quá xanh rồi, kem fit quá nhiều rồi. Nhưng mà tôi đi, mấy ông yên tâm, tôi đi đối đầu với Batman thì tôi không để nó xanh đâu. Rồi, bây giờ thì ra farm lính nhá. Lính rồi xong rồi di chuyển lên. Đấy, tem ở dưới combat thắng rồi kìa. Các bạn ăn được hai đứa rồi, ăn được càng ui chết thằng Diu rồi. Rồi từ nhá, AD ui rồi, AD lên cao thế rồi, xong không AD ơi, khả năng AD pha này chết không. Rồi nói chung kệ đi, khả năng là Batman nó đang di chuyển xuống đường dưới rồi đấy. AD nhìn lộ qua tường không hiểu luôn, trời ơi di chuyển ẩu thế không biết. Rồi bãi cả chửi SB, mẹ ông lộn qua đó, ông lộn qua thẳng tường đấy thì bố thằng nào mà ra cover ông được. Trời ơi đánh tem bạn đang xuống mà đánh cao. Rồi bây giờ thì di chuyển lại nhé mọi người. Đấy, ui thằng FB di chuyển đây là khả năng thằng bot ở giữa, à đấy nó ở dưới kia. Từ nhá. Rồi kiểu ơi, rồi né thằng này này. Rồi chém này, trời ơi ma lốc nó. Mọi người cứ cố gắng tận dụng chương 2 thì nói chung là dễ lật kèo lắm người ơi. Rồi đấy, mà đối đầu Batman thì mọi người phải lên cái giày nhé mọi người, cái giày giáp này đó, không lên giày giáp mà tính nó sốc cho một quả, úi ôi đau đấy. Rồi ôi thằng SB đảo lên lâu vậy, ui tên bạn thảo ma thế nhở. Đó, à đây này nó rồng này, à nó tà hình chứ. Từ nha, tém ơi, từ nha, tôi đây tôi rồi, bay này, ui xui rồi, ui tí tông biết, rồi bay này, rồi đây, tránh này. Ui chết mẹ rồi, tôi ngu rồi. Nên từ nhé, chém, ui không ăn được rồi, đồ xong, phải là tôi chết rồi. Trời ơi, cái gì vậy ông Diu, xong bay 4-4 vậy, ui rồi ôi, trời ơi, chạy đi. Rồi xong dính cái chiêu Batman thì thôi khỏi sống rồi. Trời ơi bay 4-4 né luôn. Tôi vừa mới chết xong bay 4-4 đấu phóng đó. Rồi ok tôi hồi sinh ở đây. Trời ơi ông Diu ơi, ông chơi vậy chết tôi rồi. Ai cố còn hành quá, thành ra cố mọi người ơi. Rồi nhưng mà không sao, mới chết bạn đầu thôi. Rồi bây giờ di chuyển lên tiếp nha. Nói chung là kem tôi vẫn chưa thua đâu, mấy ông tin. Trận này tôi sẽ gánh team nó xem này. Nói chung là đang full dam nên là build đồ nó ba cháy lắm. Trời ơi tem ơi, từ nha, bình tĩnh nha. Ui AD chết rồi. Lùi nha. Trời ơi. Ông bé lùi đi. Rồi, ok bây giờ tôi sẽ đẩy farm nha. Thằng Batman vẫn chưa thấy đâu nha, không biết nó tàn hình ở đâu rồi. Đấy, đậu xanh á, trận này cả Batman. Đấy tí mới ông Titami, tí tôi sẽ hành Batman cho. Batman dễ hành lắm. Batman chỉ có mấy thằng AD sợ thôi, tôi chả sợ mấy Batman, tôi chỉ giết mấy con như có Aya, có Bonnie thôi. Còn lại là chả ngát con nào hết á. Thật. Rồi bây giờ thì hay quá đây, ui rồi à thế mà hàng John vẫn kịp bắn một phát để giết được con Karisi kìa. Trời ơi cày thế không biết. Rồi đây đánh lính ui đánh mang lính
Trời ơi, đấu phong, đấu phong đi, tao dí mày. Ui, ui, ê, cay thế. Đó, mấy ông kia nó bị khựng á, kìa ông, mấy ông, em thấy này, tôi ấn là tôi ấn, ấn lúc đánh lính nó hiện to trước rồi mà nó không đánh ngay con lính luôn. Nó, thẻ nó cay, kiểu lúc cay lắm mày. Không phải do, ấy đâu, do tất cả do điện thoại mày, mọi người ơi, chứ không phải do cái tay hay ấn gì đâu. Ui, hết hồn, trời ơi, xém nữa. Ăn nguyên combo của con Batman phản ấy là có khả năng tôi nằm luôn ấy, trời ơi. Đậu xanh thì vẫn cay cái máy ghê á. Trời ơi, tức thật sự chứ. Đấy, ấn mãi nó mới đánh con lính ấy, cay thế không biết trời. Rồi, thôi nhưng mà sao kệ đi, sau này mới sau tính. Rồi, bây giờ thì tiếp tục. Đây, giờ tôi sẽ đi chuyển lên lại tối cho mọi người. Nói chung là bây giờ thì cứ farm thôi, tem mình mấy giao tranh ở dưới không à, tem mình giao tranh nãy giờ toàn giao tranh boss không à. Đấy, từ nãy đầu game thì hơi đợi thế thôi, nhưng mà giờ thì thằng rừng nó 4-0 bá rồi, xanh thế bỏ mẹ ra. Đấy, tầm này tôi chỉ lấp thôi mọi người ơi, lên cao là con Batman nó vả vỡ mồm đấy. Tầm này thì phải đợi thôi, phải đợi từ từ thôi. Chứ thằng rừng nó ở đấy mà tôi mà lên cao nữa là coi như Batman nó xử rồi đấy. Xử phát là ôi chạy không nổi đâu. Rồi, cảm giác như là Batman nó đi ở đây, nó ở kia kìa. Tới nha, từ bình tĩnh, đừng đánh má ơi. Má tiêu ơi. Ăn được không? Ui, hên đấy. Ừ, Batman, ê, đây. Ui, sao mày giết rồi. Thằng Kahi. Ôi thôi, Kahi bên kia rồi. Nè, ulti này, dính này, chém này, bộ chém thương này. Ui, có tốt biết rồi, mà mình dí luôn nha mình rồi. Ôi thôi, chưa hai rồi. Ui, đâu mẹ, trời ơi, cay thế. Trận này nó vừa xui mà nó còn vừa ngu nữa. Đâu có phóng. À, tức thế nhờ. Dừng nó ra nó bổ, nó có cái màu đỏ, cả cái ulti gái nó bổ phát nó chậm, nó không dí kịp Kahi luôn. Cay thế không biết. Rồi, bây giờ thì tới nhà, rồi xong, mày mất chém, tao vừa có máu này. Chém này, đánh này. Rồi, tem bạn thì ở dưới kia hết rồi. Nói chung là bây giờ thì cố gắng thôi. Hay quá, mít ơi, shutdown được hàng rừng nó kìa. Đấy, nói chung là ăn được hàng rừng nó ngon rồi. Cho hàng rừng nó đỡ nó farm xíu đi. Chứ xanh quá khó chơi lắm. Rồi, bây giờ thì chém này, ma lốc này. Chém thường mày này. Rồi, lui nha, không cho nó hột máu nha. Đấy, nói chung là tôi không dám đánh cao đâu mọi người. Đánh cao là gặp bác mẹ. Đây. Ui, chết bà rồi. Sao mẹ đánh con này, trời ơi, đầu xanh nó còn mơ, con kia nó thấp máu hơn. Bị tức thế. Trời ơi, pha đó tôi phải dồn ở Batman chứ, khả năng tôi giết chết con Malok rồi mà anh ở Malok ít máu hơn nó đánh Malok. Trời ơi, cay thật sự chứ. Rồi, mà không sao. Đấy, bây giờ vô chém này. Ồ, thôi xong rồi, phải từ toàn rồi. Trời ơi, không để ý thằng John nó lên, trời ơi. Ok, tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa đây rồi, hay quá ra đời, đấm nó, ui, không đấm nó phát, trời ơi, thế là bị ao nhây lại ngược luôn rồi. À đây nha, thằng này rồi, xong mày chết chắc với tao rồi, chạy đi đâu con trai, trời ơi, né được cái chiêu 2 của nó nữa thì thôi, khỏi chạy, rồi, đấy, mày cứ né, cứ bị sơ hở, cái là tôi có mạng liền đấy, rồi, xong tôi có cái đao rồi nha, ui dồi ôi, tường dày thế, không qua được tường luôn, rồi. Pha này từ nhá, tôi phải bắt con Kahi nhá, nãy Kahi nó chạy được một lần rồi. Đâu rồi, mày đâu. Ui, xa thế, chạy nhanh thế, chém này, lướt chém này, giết con này này. Ui dồi, nó một cái giáp nữa. Thôi, chạy đi mọi người. Đấu phong thôi. Ui, cứu em, trời ơi, hên quá, còn chấm bóng. Ui, cái nội tại là cứu mình. Trời ơi, xong rồi, chết thằng Dio rồi. Ui, từ nhá, ông AD đừng có dí thằng rừng nó nhé. Ê, cẩn thận mấy má ơi, mấy má đứng ở lại nấp cho bục cho phát chết giờ đấy. Đầu xanh mấy ông này đánh tỉnh vãi nồi ra. Gặp thằng rừng nó tôi còn sợ nữa rồi. Ông AD ông còn đi lên cao nữa. Hên thằng rừng nó còn nấp lại đấy. Nó nấp lại coi như thằng AD chết bá rồi. Rồi, bây giờ tôi lên tôi quét con tà thần này nha. Hay nói chung là ăn hai con tà thần. Ui dồi, ba con luôn, kiếm được khoảng gần 300 vàng, hơn 300 vàng chứ. Quá lời cho mẹ ơi, 400 vàng luôn. Đấy, một con trăm mấy, con 134 đấy, con này mà tôi mà ăn được nó này, ui 211 vàng, quá nhiều nha. Mấy ông chơi game, mấy ông cố gắng last hit được thì ngon, ông nào last hit được thì ông ấy giàu vàng lắm, bởi vì ông sẽ được nhận được full vàng mà, còn không last hit được lính thì vàng sẽ ít hơn. Rồi đấy, một con 178 vàng, trời ơi, quá đã. Rồi, mày làm gì đấy, rồi mình lên cấp 12 rồi này, bây giờ mình chú ý. Rồi, rồi xong chết luôn, xin nhẹ double kill nha. Thằng kia đâu, rồi, còn thằng này ra nữa à, giết nó này, giết luôn. Rồi, chém nó, bố nó, rồi, ui, không phải là chim kiểu, à đây. Mày lấp gì nữa, lộ sai rồi má ơi, bố này, ui, chết ở đây rồi, bố này,
Trời ơi, tên bạn cứ chạy ra phía mại tôi dần dần này, chết dở rồi. À đây nhá, thằng John nhá, nhưng mà tôi hết báo công ty rồi mấy ông ơi. Hết báo công ty rồi thì không dồn chiêu nhanh được. Rồi rồi, đây, đánh ngay, rồi chép, đau chưa, ui không ăn được. Trời ơi, ăn được mạng gió thì mạng của con mà lúc nãy là mega kill không chính thức. Rồi, thôi nói chung là kệ đi, tầm này bắt đầu tôi xanh rồi đấy. Mấy ông biết tí nữa, mấy ông sẽ, tôi sẽ cho ông thấy khi tôi đang full build đồ này sẽ đam nó to cỡ nào nha. Nhìn tí tôi cân năm cho mấy ông xem này. Rồi, bây giờ thì đi farm tiếp tục thôi. Nói chung là đồ này thì build đồ này nâng nhanh nên là nó cần nhiều vàng lắm, nên là không farm là không đủ đâu. Rồi, bây giờ đi farm thôi. Nói chung là tôi nâng nhanh nhưng mà tôi không nâng full đam, nhưng mà tôi vẫn nâng món cuối là món thân thần nha, cho an toàn. Không cần thiết phải nâng full công đâu. Đấy, chứ mất công này. Lâu lâu tèm nó có nem tèm nó sốc đam cái coi như là toang rồi đấy, sốc phát là coi như là đam to lắm to, nhưng mà chết sớm thì cũng chả giúp được tèm bao nhiêu. Rồi chơi an toàn là trên hết. Nói chung là mọi người chơi sao mà để cho nó có tiền nguyên nó cao nhất được. Rồi rồi bây giờ thì chạy ra mid farm thôi, tèm mình ở trong kia đánh nhau với con tàn nên là tôi sẽ chạy vô nhá. Ê, vô đi chứ không chứ sợ gì đấy. Rồi có tốc biến này rồi, xong giết mày luôn nhá, chạy đâu. À trời ơi, đâu sạch tại mày, tao sẽ trả mày gì này để cứu thằng rừng nó này. Ai thế không biết, đấu phóng tôi combo bị lỗ một nhịp. Rồi, mà kệ đi không sao, coi như là nó may mắn đi. Còn bây giờ thì đây. Trời ơi, double kill, triple kill. Rồi chém. Ui. Chơi bút chiêu hai kiểu gì thế này, chậm như rùa. Trời ơi, mạng thoát liên tục không biết ông ơi, 92 rồi. Mới đầu 12 giờ thành 92, quá xanh. Rồi. Đấy nha, đợi đấy, kiểu gì thằng rừng nó sẽ qua nó đép nên là thôi bỏ đi, tôi sẽ đi lên tôi lấy cái trụ ngon hơn. Đứng nhìn một chỗ phải hay nhá. Rồi, mà nói thôi nhưng mà tôi vẫn phải nấp mọi người ơi. Rồi nấp nha, đây nha, rồi, xong, bye bye, bố chạy động. Trời ơi, không kịp bố, cái thi. Thằng rừng nó hay nhá, nãy giờ thằng rừng, mày làm gì ấy, bị ảo tưởng ạ. Rồi, ulti này, lướt cho hai này, chém này, trời ơi, qua bắt mình là sai lầm rồi. Rồi xong, tôi có cái nanh rồi nhá mấy ông tí nhìn đam nó sẽ khủng bố như thế nào này. Rồi, quá xanh rồi, trận này thì gọi là không thằng nào đánh được tôi nữa rồi. Thằng rừng nó xanh, nó 12 tháng tôi đấy, nhưng mà tôi cho nó 10 cái tuổi không bờ đánh được tôi nhé. Tôi làm trong hai chắc là hai cái lướt nó chết bả rồi. Rồi mấy ông nhìn đây, tầm này tôi sẽ cân 5, cân 4 cho mấy ông xem này. Rồi đây, ui không tới thầm rồi, vút lướt lệch lên xí nữa thì khả năng đủ tầm là có khi tôi chém chay chết thằng này luôn đấy. Rồi bay vào đây, rồi xong bay vào đây thôi, nhưng mà lui nhé mọi người. Rồi nói thôi, nhưng mà tầm này chưa cân năm ở đâu, phải có góc mới cân được năm cơ. Chứ tầm này tôi lao thẳng vào chỗ nó cân năm hộ cái bố thằng nào cũng cân nổi nữa. Rồi ui lại lướt hụt rồi đấy. Bây giờ đi ra farm tí thôi, tem tôi giờ nói chung là trận này bọn nó sợ tôi lắm rồi, thằng nào mà ra coi. Bây giờ mấy ông thấy tôi có cái thẻ kiên cường, thằng Batman nó không có đồ nữa nên là nó Batman mà nó không có đồ nữa, cái nó ulti tôi có tí máu. Ui hên thế, Calyxi vẫn thoát được kìa. Rồi lui nhá, tới nhá, đây, pha này tôi sẽ nấp ở đây. Tôi sẽ đợi thằng nào mà ló mặt ra phát là tôi đã có tốc biến nha, chạy hộ. Rồi, đây nhá, thằng John nhá. Ông giác cố đá, xíu máu đi, đá phát nào cũng được. Rồi, xong chạy đâu, mày chạy đâu, chạy đi đâu, cân 3, cân 4, chém hai thằng triple kill, rồi đau quá nhưng mà bay vô ăn luôn quá đó kill, rồi chép, rồi khả năng phát này tôi chết bá rồi, chạy ra khỏi trụ không được rồi. Ok, cái qua được kill đầu tiên, trời ơi, đậu xanh với ông thấy nam khủng chưa. Quạt nhẹ cái tên mạng bốc hơi hết bá rồi, ô, khả năng phát này win rồi. Ơ, win đi. Hồi chiều mà nhanh xíu là ngon rồi, đấy, giống như có blue là ngon, rồi win đi mấy ông. Trời ơi, win đi, chém trụ đi. Rồi, ok, khả năng khoan này, trận này win đây rồi. Win đi. Rồi. Cái gì vậy? Con win đi, win đi. Trời, tao lấy mày đó, mẹ. Đấu xanh gặp thâm đội còn nhây nó kìa. Trời ơi, mẹ này. Mẹ, tức vậy. Thể luôn tôi chơi game tôi gặp cái thằng kiểu này ghê ghê á, mẹ win bà cái trận này. Trời ơi, còn nhây nó tí thua ngược cái cười ẻ luôn. Mẹ cay thế không biết. Rồi bây giờ ui rồi, hack đam đâu ông, gian đam to sẵn vậy rồi mà cứ có mấy ông trên YouTube tôi cứ bình luận là gian yếu xìu. Rồi tầm này gian trả gách thứ hai, trả cân 5, tí tôi vào trụ được cân 4 cho mấy ông thấy này, cân 5 luôn đấy chứ. Rồi đấy, còn vấn đề tí nữa thì tôi sẽ cho mấy ông xem.
đậu xanh tôi vẫn cay thằng Diêu nhá. Má nó kêu win đi không win rồi xong chết thằng giò này. Mày chạy đầu đấy, đau chưa? Quạt này chạy đầu lại chết này, giết này, giết con bắp men này đấy, đau chưa? Rồi, tanh trụ chơi đấy mọi người. Rồi, quạt này đánh thằng rừng trước này, rồi ulti vào hai thằng này, bổ này, chém này, triple kill này. Rồi, thằng này chạy ra. Ok á, chém nó. Rồi lướt chạy này ai. Ui. Ừ ha, sao tôi không bán đồ nhỉ? Quên mất, trời ơi. Sao quên mất bán đồ ha, cay thế. Trời ơi. Tôi bán đồ là tôi khả năng toàn được cái mega rồi. Đấu xanh. À, kiểu nhiều lúc mà biết bán đồ nhưng mà tôi không phải bán nhanh đâu, nhưng mà kiểu trong lúc giao tranh này không có cái gọi là cái gì ta, cái suy nghĩ của mình nó không có kiểu đủ bình tĩnh để bán đồ đâu mọi người ơi, quên đấy, trời ơi đậu xanh nó. Ây chà, chủ quán đau quá, con Kahi quỷ sứ này cứ đi vòng làm tôi bị chủ quán mấy phát nó bỏ mẹ ra. Thôi mà không sao đi, hơi tiếc nhưng phải giá như mà nó biết ăn đồ khả năng toàn được mega kill rồi, mà hơi không sao. Bây giờ thì ăn con bà hận thôi, mẹ mày thằng chó Diêu ha. Tự nhiên là nhầy đã nghe Queen từ lâu rồi, đấu xanh nó. Rồi bây giờ đi chuyển lên để pha này chắc chắn là ăn tòa hận thì Queen luôn thôi. Mà từ từ nhá, đợi tôi nhá, mấy ông đừng có ham tòa hận vội nhá. Đây tôi ra đây. Rồi bọn mày nè, bọn tem nó mà dám ăn tòa hận là coi như là rồi xong thắng rồi, chết luôn thằng ấy rồi, thắng rồi. Rồi mày làm gì, mày chém tao đi, nãy mày chém tao mày đau. Rồi nhẹ nhẹ cái nha. Rồi bổ này, chém này, đau này, chém này, bổ này, mày đùa với Jan full dam à, mày đùa với Jan full dam à. Rồi xong rồi giết con mít luôn nha mọi người. Mày chạy đi đâu, giết luôn cái bể trụng này, chạy đi đâu đó. Mọi người thấy làm to chưa, trận này coi như là tôi gánh hết bà tem rồi, ăn 21 mạng luôn. Rồi ok, cảm ơn anh em, nếu trận này anh em thấy hay thì nhớ cho tôi xin một like, một subscribe ủng hộ kênh tôi nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, hẹn em một clip sau nha, trận này win đấy rồi. Ok bye bye anh em, hẹn em một clip sau nha, bye bye.